rất là nhiều kiểu.
Đáng thế. Nhiều họ kiệu, đây là kiệu họ Lê nha.
này kiểu mọi người xem rất đông. Rất là nhiều kiểu. Rất là nhiều kiểu mọi người. Ở một khúc là nhiều. Nhiều họ có quan lớn nên là tại sao họ đều cũng... rất là đông, rất đông người xem. Rất bốc.
đông người đi xem hội nha mọi người. Sau còn rất là đông. Rất là đông. Hai kiệu họ Lê với họ Phạm. Ngựa rất mạnh. Rồi. Dee 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 dee.
các ngài, ngài Ngự Kỳ. Thank you.
Ờ, cứ ngồi đi. Cú sông à? Thuyền đã đắm. Ô xong. Ô vào được rồi. Cháy hết rồi. Ơi. Lướt từ dòng. Ôi, bình tĩnh. Đây là đang giữ nước ra đốt thuyền rồng ở cầu Lồng. Đây là lễ hội của Quảng Phúc. Phong quy mô Ninh Bình nha. Thuyền rồng nó cháy hết. Thuyền rồng chưa mà thì cháy hết rồi. Ngã xuống à? Ngã xuống luôn. Đấy. Có vậy là lại một kiệu lại bà về phủ. Họ nào về họ đấy, còn kiệu phủ là về phủ. Vậy là đã hoàn thành đốt thuyền rồng. Bây giờ là các kiệu đang hồi phủ. Kiệu họ nào để lại họ để đấy. Kết thúc lễ hội Quảng Phúc tại Yên Phong quy mô Ninh Bình. 3 ngày hội. 11, 12, 13. Đây là kiệu họ. Họ Lê thì phải. Bằng văn hóa đây là kiểu họ Phạm.
Em đâu? Trong gang đâu?